ta hôm nay sẽ học sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 19. Xin mời Như Hân giúp mục sư đọc từ đầu đến hết đoạn. Dạ, Sáng Thế Ký đoạn 19. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sắp mình xuống đất. Người thưa rằng, này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng, không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc làm bánh không men và hai thiên sứ dùng đèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao quanh bên nhà. Bọn nó gọi Lót mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, và nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm các điều ác đó. Đây, tôi sẵn hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia, vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng, ngươi hãy tránh chỗ khác, lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi tệ bạc hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quán loài mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi? Hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va nên ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy dẫn vợ và con gái và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lay về việc hình phạt của thành nữ chăng. Nhưng lần lữa vì cớ Đức Sơ-va thương xót Lót nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người vợ cùng hai con gái người về dẫn ra khỏi thành. Vả khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng, hãy chạy trốn lên núi kẻo phải bỏ mình chăng. Lót đáp lại rằng, lạy chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy nên người ta gọi tên thành này là Xoa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi ngài trên trời xa xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Abraham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gô-mô-rơ cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Vả khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng cô em mình rằng, cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha,
và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó hai nàng phục rượu cho cha mình, nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó hai nàng phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sinh được một con trai đặt tên là Moab, ấy là tổ phụ của dân Moab đến bây giờ. Người em cũng sinh một con trai đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Dạ, xin cảm ơn. Sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 19 này là tiếp nối cái đoạn 18 khi Abraham cầu thay cho Lót và cầu thay thành Sodom và Gomorrah. Tuy nhiên là con số không đạt được theo như là Chúa mong đợi và kết quả cuối cùng là Chúa quyết định để hủy diệt cái thành Sodom và Gomorrah. Trong cái đoạn thứ 19 thì có mô tả chi tiết hơn cái tội lỗi của thành. Đoạn thứ 18 thì có nói đến chung chung thôi là tội ác của họ đã đến mức độ của sự hủy diệt ấy. Nhưng mà đang đoạn 19 thì mô tả tội ác ở đây là cụ thể đó là cái gì. Thực ra trong đây có nói đến một cái tội đặc trưng của cái thành Sodom Gomorrah là tội đồng tính luyến ái. Tuy nhiên rằng đây không phải là duy nhất nhé, mà nó chỉ là cái đặc trưng thôi. Còn bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều những cái điều ác xấu xa khác được thực hiện ở tại cái thành phố này. Cho nên là trong đoạn trước ấy, thì Kinh Thánh có nói là tiếng kêu oan của dân thành đã thấu đến đến ngai của Chúa mà. Tức là bên cạnh những cái tội lỗi liên quan đến tình dục đó, thì nó còn có rất là nhiều những tội khác liên quan đến đạo đức mà người dân ở đây họ vi phạm, cho nên là Chúa đã quyết định hủy diệt cái thành phố đó. Và chúng ta xem ở đây nè. Hai thiên sứ đi đến Sodom, như vậy tổng cộng có ba người, thì một người kia đang ở đâu? Một người kia đang ở cùng với Abraham phải không ạ? Và Kinh Thánh nói rõ rằng là cái người đó là Đức Giê-hô-va, và nên là Abraham chầu Đức Giê-hô-va trong khi hai thiên sứ này thì đi đến phía Sodom để mà giải cứu Lót. Thì lúc đó Lót đang ngồi ở tại cửa thành, và khi Lót trông thấy thiên sứ thì ông nhận diện được đây là thiên sứ. Thì đây cũng là một cái mô tả hay để giúp cho chúng ta có một cái hiểu biết một chút xíu về thiên sứ. Đây là có khi thiên sứ hiện đến thì chúng ta không nhận diện được, giống như trong sách Hebrew giải thích là hãy chịu khó mà tiếp khách, vì có khi tiếp nhầm phải thiên sứ mà không biết. Tức là trong trường hợp đấy thì là không nhận diện được đó là thiên sứ, tức là thiên sứ đã lấy hình dạng của con người hoàn toàn như bình thường. Nhưng mà trong trường hợp của sách Sáng Ký ở đây đó, và trong trường hợp của Abraham gặp thiên sứ thì ông nhận diện được ngay đó là thiên sứ của Chúa, tức là có một cái gì đó khác biệt so với người thường. Thì chúng ta đặt mình ở trong cả hai cái trường hợp đó, có thể là thiên sứ của Chúa sẽ hiện đến trong cái hình thức mà chúng ta không nhận diện được ra đó là thiên sứ, mà một con người hoàn toàn bình thường, hoặc là có thể thiên sứ sẽ hiện đến trong một cái hình thức mà chúng ta nhận diện được đó là thiên sứ. Thì trong trường hợp này là Lót nhận diện được đây là không phải là con người bình thường mà thiên sứ của Chúa hiện đến. Và ông gọi làm sao? Lạy hai Chúa, xin hãy ở nhà kẻ tôi tớ Chúa nghỉ đêm tại đó. Và chúng ta thấy rằng cái cách tiếp đón của cái người Trung Đông nói riêng là bản thân cái người Trung Đông ấy, dù cho họ tin Chúa hay họ không tin Chúa đó, thì họ cái văn hóa của họ là văn hóa hiếu khách. À, đến bây giờ đấy, cái thời đến cái bây giờ đấy thì người ta còn có một cái phong tục là nếu như khách lạ đến nhà này là được quyền ở trong nhà của khách đấy, mà người chủ không được phép hỏi là tại sao lại đến ở. À, trong vòng, tôi nhớ không chính xác là trong vòng 3 ngày hay 6 ngày gì đó. À, đấy là thông tin tôi nghe trên YouTube. Thì tôi không biết là cái văn hóa nó bắt đầu từ bao giờ. Nhưng về cơ bản thì cái người Trung Đông họ rất là hiếu khách. Họ cực kỳ là hiếu khách từ cái thời kỳ cổ đại rồi. Đấy, cho nên đây chúng ta thấy là khi nhìn thấy thiên sứ thì ngay lập tức là Lót đã mời hai thiên sứ lại đến để nghỉ ở tại nhà mình rồi ăn uống. Và ở đây thì Lót sống ở trong cái thành Sodom và Gomorrah thì có lẽ rằng là không ai hiểu cái người dân thành Sodom và Gomorrah này hơn là gia đình của Lót. Cái việc tiếp các thiên sứ vào nhà nó không phải chỉ
cái đơn thuần là cái việc mà tiếp khách đâu, nó còn liên quan đến sự an ninh nữa. Trong những cái tài liệu gần đây nhá, thì người ta khám phá rằng là trong cái sách cổ của người Do Thái, thì sách này nó không phải là kinh thánh, mà nó chỉ là những cái sách sách gọi là sách ngoài kinh thánh thôi, sách người ta ghi lại ấy, thì ở tại Sodom nó có một cái truyền thuyết, nó có một cái truyền thống ấy, là cái người dân sống ở tại Sodom ấy, thì là họ có quyền họ sẽ để cái giường ở giữa giữa đường ấy. Và nếu như gặp khách lạ đấy đến ấy, thì họ có quyền bắt cái người khách lạ đấy ngủ cùng với mình đó, thì đấy là một cái mà được ghi lại. Tuy nhiên cái thông tin này thì chúng ta cũng nghe để tham khảo, và nó cũng khá là thú vị để chúng ta nhìn vào trong cái đoạn kinh thánh này đấy, thì thấy rằng là ngay lập tức khi nhìn thấy hai thiên sứ thì Lot đã nài nỉ để người này vào ở tại nhà mình, bởi vì nó còn liên quan đến sự an toàn. Vì ông biết một điều rằng là những cái người nam á, trong thành phố Sodom và Gomorrah đó, thì họ bị cái linh ô uế đó, cái quyền lực của linh đồng tính này kiểm soát, cho nên là khi nhìn đến thiên sứ thì ngay lập tức là họ sẽ kiểm soát, họ sẽ tìm cách để mà khống chế và quan hệ tình dục với hai thiên sứ. Và có lẽ rằng thiên sứ đã hiện ra trong cái lúc này là hiện ra với hình thức rất là đẹp đẽ về ngoại hình, cho nên nó có một cái sức hút đối với những cái người nam giới ở trong cái tình trạng đó. Thì anh chị em có thấy rằng là ngay khi họ vừa vào nhà rồi thì những người ở dân ở đó làm sao, cả những người lớn đến những người nhỏ tìm đến, và tìm đến để làm gì? Trong cái bản tiếng Việt ở đây á, cái câu số 5 này, để hầu ơi chúng ta được biết đấy, thì cái từ biết là cái từ mà người 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 bản dịch kinh thánh tiếng Việt mình dịch cho nó dễ nghe thôi. Đúng ra cái bản tiếng Anh họ dịch là to have a sexual relationship, tức là để có quan hệ tình dục. Thì khi mà Adam và Eva đó, Adam biết Eva và sinh ra những người con ấy, thì cái từ biết đấy nó cũng được hiểu như là quan hệ tình dục. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó là bắt đầu những người nam này tìm đến để quan hệ tình dục với thiên sứ và hai thiên sứ, nhà họ rất là đông, họ kéo nhau đến để hãm hiếp hai hai thiên sứ của Chúa. Thì đây là những cái điều khá là bình thường đối với Sodom và Gomorrah. Lot sinh sống ở trong thành đó thì Lot biết tất cả những cái chuyện đó. Và cái đáp ứng của ông đó là gì? Ông tìm cách bảo vệ hai thiên sứ của Chúa hết sức, đến nỗi mà ông đóng cửa lại, và thậm chí là ông còn tìm cách là để làm cho dịu cái tình hình, thì ông còn đồng ý đưa việc là đưa hai người con gái của mình cho họ để mà họ thỏa mãn, để hầu cho họ không hãm hiếp thiên sứ của Chúa. Thì đây cũng là một cái mà chúng ta cũng cần nên suy nghĩ trong cái nhận thức của Lot liên quan tới cái vấn đề bảo vệ cho thiên sứ của Chúa, giữa việc là để cho thiên sứ bị hãm hại, với thứ hai là để cho con gái của mình bị hãm hại, thì ông chọn lựa để cho con gái mình bị hãm hại hơn là để cho thiên sứ của Chúa bị hãm hại. Bởi vì thiên sứ là người của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Là đại diện của Đức Chúa Trời đến. Và khi mà nếu mà thiên sứ của Chúa bị hãm hại đấy, thì cái điều đó nó sẽ vô cùng là tệ hại. Từ đây này thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ một điều rằng liệu Lot có biết rằng là thiên sứ của Chúa là những đấng bậc rất là quyền năng hay không, và nếu như mà đó thực sự là thiên sứ của Chúa thì dù cho những người Sodom có mạnh đến mấy cũng không thể nào hãm hiếp được thiên sứ của Chúa. Ông có cái nhận thức đó hay không? Có lẽ rằng trong cái lúc đó thì ông không nhận thức cái điều đó, và ông chỉ nhận thức trong một cái cách thức của cái văn hóa của ông là bảo vệ khách, và thứ hai là trong cái niềm tin của ông về nơi Chúa. Và các thiên sứ của Chúa thì cần phải được đối đãi và cần phải được bảo vệ bằng mọi giá, dù cho mình có thể phải hy sinh cái người con gái của mình ấy, để bảo vệ cho những cái người của Chúa. Thì đây cũng là một cái điều mà tốt đẹp mà chúng ta có thể suy nghĩ tới, và chúng ta có thể học tập trong cái cách đối đãi đối với những người của Chúa, những đầy tớ Chúa, những người mà Chúa sai đến ấy. Thì đây cũng là cách để mà chúng ta học tập mà bảo vệ họ bằng mọi giá, là đối đãi họ và với những cái điều tốt nhất. Chúng ta hãy nhìn tiếp để diễn tiến cái câu chuyện này này.
Bọn dân chúng nói rằng ngươi hãy tránh chỗ khác, lại tiếp rằng người này đến đây như kẻ kiêu ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi chúng ta đãi sẽ đãi người tệ bạc hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép Lót quá mạnh và tràn đến đặng phá cửa, nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem Lót vào trong nhà và đóng cửa lại. Đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quáng lòa mắt cho đến nỗi tìm cửa mệt mà không được. Đó, anh chị em thấy không? Bắt đầu thiên sứ thể hiện cái quyền năng của thiên sứ là hình phạt những người đó bị quáng lòa mắt. Tuy nhiên là sự hủy diệt chưa đến, mà lúc này chỉ là làm cho họ bị mù mắt để họ không có có thể nào mà tìm được để mà tấn công thiên sứ của Chúa và gia đình của Lót thôi. Cái sự viếng thăm của thiên sứ, điều đầu tiên ở đây là chúng ta phải biết rằng là đó là nhờ lời cầu nguyện của Abraham. Nếu như không có lời cầu nguyện của Abraham thì có lẽ rằng là gia đình Lót đã bị hủy diệt cùng với Sodom và Gomorrah và không có cái câu chuyện như thế này xảy ra đâu. Thậm chí là diễn biến câu chuyện kế tiếp sau ấy, anh chị em thấy rằng là Lót lần nữa chần chừ thì thiên sứ đã kéo tay Lót và gia đình của Lót chạy ra khỏi thành và chỉ cho họ cái chỗ để có thể ẩn náu để bảo vệ trong khi cái sự đoán phạt đến trên Sodom và Gomorrah. Thì chúng ta thấy cái sự nhân từ của Chúa rất lớn dành cho Lót và gia đình của Lót bởi vì lời cầu nguyện của Abraham dành cho người cháu của mình. Cho nên cái sự cầu thay nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Những cái người được nhận cầu thay thì là được nhận một cái phước lớn từ lời Chúa. Câu 12 thì hai thiên sứ hỏi Lót rằng ngươi có còn thấy ai ở đây nữa không? Có rể, con trai, con gái, ai ở trong thành, hãy đem ra khỏi hết. Tổng cộng số lượng người được cứu là bao nhiêu người? Là gồm có hai ông bà Lót này và hai người con gái, là có bốn người phải không ạ? Đó, cuối đến cuối đoạn này chúng ta biết là có tổng cộng bốn người. Nhưng mà cái lời hỏi của thiên sứ là có rể hay không? Có con trai, có con gái hay không? Thì có thể, cái này là có khả năng hay không, không hoàn toàn là đúng nhé. Là Lót có những con trai sinh sống ở tại thành Sodom này. Tuy nhiên những người con trai này vì sống ở trong môi trường đó và những người con trai đấy cũng bị hư hoại theo cái môi trường sống đó. Cho nên khi mà được cứu ấy, thì không có nói đến người con trai. Điều này nó chỉ là mang tính chất suy đoán thôi, chứ nó không có liệt kê ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà đấy là cái mà chúng ta có thể đưa ra để chúng ta suy ngẫm. Có thể là họ có con trai, nhưng mà vì là con trai sống ở trong môi trường đó cho nên là đã bị hư hoại và cuối cùng thì những người con trai đó đã bị bỏ lại. Thế còn những người con gái thì sao? Những người con gái đến cuối cái câu chuyện này thì anh chị em sẽ thấy rằng những người con gái đã nghĩ ra một cái cách để duy trì loài giống rất là lạ. Nó liên quan đến vấn đề đạo đức ở đây nữa, đó là sau khi được cứu, sau khi mẹ mình hóa thành tượng muối đó, thì người có hai người con gái mình nghĩ rằng bây giờ không còn ai để có thể kết hôn nữa để mà từ đó để duy trì loài giống. Cho nên họ nghĩ là bằng cách làm cách là đó là ngủ với cha của mình để duy trì nòi giống. Thì đêm hôm trước thì người chị chúc rượu cho cha, ông cha say rượu được không còn kiểm soát được mình nữa và ông ấy ngủ với con gái của mình. Và hôm sau thì lại đến người con thứ chúc rượu cho cha và ngủ với cha mình và bắt đầu hai người có thai và sinh ra hai người con. Và từ hai người con sinh ra hai cái dân tộc. Hai cái dân tộc này đấy về sau ấy trở thành kẻ thù của dân Israel. Chúng ta có thể nhìn trên bản đồ này. Rồi anh chị em có nhìn được chưa? Đây. Dân Moab là sinh sống ở phía bên bờ tây sông Giô-đanh. Dân Ammon cũng sinh sống ở phía bên bờ tây sông Giô-đanh. Còn Israel thì sống ở phía bên bờ đông sông Giô-đanh.
Và hai cái dân tộc này là hai cái dân tộc gian ác về sau và đối nghịch lại với dân Israel. Và Chúa cũng đã dùng tay của dân Israel để giết hại hai cái dân tộc này. Nhưng mà về cơ bản là nó phải là một cái cuộc chiến đấu rất là lâu dài để họ có thể tồn tại được giữa vòng cái cộng đồng gian ác này. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ nha. Hai người con đó, hai người con gái đó đã ngủ với cha để sinh ra hai cái dân tộc đó và cũng gian ác giống như là cái đặc điểm của cái người Sodom và Gomorrah đó. Thì đây chúng ta thấy một cái sự kết nối nào đó liên quan tới cái quá khứ của họ là cái nơi mà họ đang sinh sống ở tại Sodom và Gomorrah. Là những người sống ở Sodom và Gomorrah thì cái tâm trí của họ, cái nhận thức của họ về đạo đức và về tình dục nó bị bóp méo hoàn toàn. Hay nói cách khác là không còn một cái tiêu chuẩn nào về đạo đức cho họ nữa. Mặc dù cái thời đại này nó không có những cái bảng luật pháp được viết ra giống như là những cái thời kỳ sau đó, vì đây là cái thời kỳ cổ đại, thời kỳ sơ khai của loài người. Tuy nhiên rằng là trong Roma thì có giải thích rằng là Chúa tạo lên xã hội loài người và Chúa đã ban cho con người một cái sự nhận thức về đạo đức, cái đấy nó gọi là lương tâm đấy ạ. Tức là cái nhận thức tự nhiên trong mỗi một con người và nó tạo lên một cái xã hội với mình, cái nhận thức về đạo đức chung đó được hình thành ra và người ta viết ra những cái bảng luật pháp liên quan đến đạo đức, có thể viết ra hoặc không viết ra, thành văn hoặc không thành văn, thì nó trở thành một cái quy chuẩn trong xã hội. Thì Sodom và Gomorrah này là một cái xã hội mà mọi người cái nhận thức về đạo đức nó hoàn toàn bị bóp méo, người ta không có một cái chuẩn nào về đạo đức hết. Trong đó thì có thể là quan hệ tình dục đồng giới, quan hệ tình dục với động vật, quan hệ tình dục loạn luân giữa người trong gia đình. Rồi tất cả những cái tệ nạn xã hội cướp giết, rồi nhiều những cái điều xấu xa nhất có thể xảy ra, anh chị em có thể tưởng tượng có thể xảy ra tại Sodom và Gomorrah. Cái bộ phim về Sodom và Gomorrah khi người ta bắt đầu trình chiếu thì nó mới được phát hành ấy, những người xem thì người ta đều choáng ngợp về những cái tội lỗi, người ta không thể tưởng tượng được về cái cảnh sống vô độ ở tại Sodom và Gomorrah. Để quay trở lại đây đấy, để tôi phân tích một chút về những cái tội liên quan đến tình dục ở tại Sodom và Gomorrah mà nó dẫn đến cái sự hủy diệt rất lớn của Chúa. Và bây giờ thì những cái dấu tích của Sodom và Gomorrah nó vẫn còn, với những cái lưu huỳnh, những cái vùng đất bị lưu huỳnh bao phủ và đã từng hủy diệt cái vùng Sodom và con người đây trong cái thời đại của Lot. Thì cái tội lỗi đặc trưng đây là cái tội lỗi về về tình dục đồng giới. Thì chúng ta biết rằng cái tự nhiên của con người khi Chúa tạo nên Adam và Eva trong sách sáng thế ký đấy, thì chúng ta thấy là Chúa tạo nên một người nam và một người nữ. Và Chúa nói làm sao? Người nam phải lìa cha mẹ, dính díu với vợ và hai người cùng lên một thịt. Anh chị em sẽ nhìn thấy nhé, ngay từ trong cái sách đầu tiên của đoạn đầu tiên của sách đầu tiên là sách sáng thế ký đó, thì Kinh Thánh nói Chúa tạo nên người nam cùng người nữ theo hình ảnh của Ngài. Đó, câu 26 này: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Câu 27, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài tạo nên người nam cùng người nữ. Rất rõ ban đầu là Đức Chúa Trời tạo nên người nam và người nữ. Sang đến đoạn thứ 2. Câu số 7, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì loài người trở nên một loài có sinh linh này. Rồi câu 24, câu 21 cho đến câu 24 này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam mà làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, cho nên người này sẽ được gọi là người nữ bởi vì do người nam mà có.
Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ dính díu với vợ và hai người cùng lên một thịt. Và Adam và Eva cả hai đều trần truồng mà không hổ thẹn. Chúng ta thấy ngay từ ban đầu ấy, ý định của Đức Chúa Trời đó là Ngài tạo nên người nam và người nữ. Thứ nhất là để duy trì nòi giống. Đấy là cái điều đầu tiên. Ngài tạo nên người nam người nữ để duy trì nòi giống. Cho nên là khi mà ma quỷ nó đã bước vào trong một con người hoặc một xã hội ấy, thì nó sẽ bóp méo cái nhận thức của người đó liên quan đến giới tính, làm cho người đó không còn nhận thức mình là người nam hay người nữ nữa. Về mặt ngoại hình, người đó có thể mang trong thân hình là người nam nhưng mà suy nghĩ là như người nữ, hoặc là mang trong thân thể là người nữ nhưng mà lại suy nghĩ mình là một người nam. Thì tại sao cái điều đó lại có thể xảy ra? Anh chị em nhớ rằng thực ra cái việc mà ma quỷ nó bóp méo cái nhận thức về tình dục giữa nam với nam, giữa nữ với nữ chỉ là một góc cạnh thôi. Bên cạnh đó thì nó còn bóp méo rất là nhiều cái nhận thức liên quan đến tình dục. Ví dụ như có những người thì thích quan hệ tình dục với động vật. Đó. Quan hệ tình dục với động vật cũng là một cái niềm vui đối với rất là nhiều người. Và đấy cũng là một cái sự bóp méo mà ma quỷ nó kiểm soát trên tâm trí của con người. Nhưng mà ý định ban đầu của Đức Chúa Trời cho tình dục đó là giữa người nam và người nữ để duy trì nòi giống. Còn tất cả những cái hình thức tình dục ngược lại với ý định ban đầu của Chúa thì nó là hình thức ma quỷ đó dùng để chống nghịch lại Đức Chúa Trời và để làm cho con người không không thể tồn tại được nữa và hủy diệt cái xã hội loài người này. Và ngày hôm nay đấy, ma quỷ vẫn dùng cái cách này để mà hủy diệt cái xã hội loài người mà chúng ta đang sinh sống ngày hôm nay. Nhưng mà nó có điểm khác biệt đó là gì? Những cái thời đại thời trước ấy, thì những cái người mà ở trong cái thế giới tăm tối này ấy, thì họ giấu kín chính mình lại, họ không có không 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 có hoạt động một cách công khai. Nhưng mà gần đây đó thì cái thế giới của những người đồng tính này bắt đầu họ hoạt động một cách công khai, tức là không còn phải là giấu giếm nữa. Và điều này nó phải ứng nghiệm xảy ra trong cái thời đại này để ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh rằng là người ta sẽ trở nên chai lì đối với tội lỗi. Tội lỗi càng ngày càng gia tăng để chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu tái lâm. Và cái biểu tượng, anh chị em thấy những cái hội đồng tính họ có cái biểu tượng của họ là cái cầu vồng đúng không ạ? Và có cái tên là LGBT và mỗi một lúc thì họ lại cộng thêm một cái tên, một cái từ khác nhau đằng sau. Lúc đầu thì là LGBT, tức là L lesbian này, là đồng tính nữ này, G là gay, là đồng tính nam này. Rồi LGBT nghĩ, anh chị em xem đây nghĩa là chữ B là bisexual. Bisexual là người quan hệ tình dục cả nam và nữ. Và T là viết tắt của chữ transgender, là người chuyển giới. Và họ hoạt động khá là tích cực, bắt đầu từ các cái xã hội phương Tây, và họ đã thành công. Lúc đầu thì họ làm các hình thức là tạo ra những cái bộ phim ảnh những người đồng tính, nhưng mà họ chọn lựa những cái nhân vật rất là điển trai, rất là tài giỏi và rất là tốt bụng. Chỉ có một điều là họ quan hệ yêu nhau trong cái yêu nhau, không phải là yêu nhau với tình yêu của Chúa hay tình yêu của con người bình thường, mà yêu nhau giống như những người nam người nữ yêu nhau đấy. Thì khi mà cái bộ phim đấy, những bộ phim mới được trình chiếu lên ấy, thì bắt đầu những người dân họ xem phim thì họ bắt đầu họ thấy là những người này là những người tốt, chẳng có vấn đề gì cả, họ rất là tốt, họ thành công trong xã hội, họ không gây hại gì trong xã hội. Và dần 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 thì những người xem bắt đầu chấp nhận dần cái cộng đồng LGBT đó. Và khi chấp nhận rồi thì bắt đầu mới họ mới tạo ra những cái chiến dịch để tạo tiếng vang và đòi hỏi quyền lợi. Đòi hỏi quyền lợi cho họ. Và khi cái cộng đồng này bắt đầu nó len lỏi vào chấp nhận ở trong xã hội thì bắt đầu nó len lỏi vào trong chính quyền, và họ có những người trong chính quyền để đưa ra những cái tiếng nói và kêu gọi cho cái mà họ gọi là nhân quyền đấy. Thì khi mà mọi người cùng chấp nhận cái điều này rồi đấy thì bắt đầu nó thay đổi, nó đưa cả vào thành luật nữa. Và đã trở thành những cái nước vốn là đất nước cơ đốc như là Mỹ rồi Úc rồi một số những nước phương Tây khác ấy,
là đất nước Cơ Đốc. Đất nước Cơ Đốc là rất là chống cự những cái gì nó ngược lại với Kinh Thánh. Tuy nhiên rằng họ đã thành công trong việc tẩy não những cái người dân và chính quyền ở đất nước Cơ Đốc đấy. Thì cùng cái thời điểm đó thì là cái cộng đồng Cơ Đốc đã yếu đi, đã suy yếu đi. Bắt đầu người ta không còn tìm kiếm Chúa, không còn tìm những giá trị Kinh Thánh nữa, thì những cái giá trị ngược lại Kinh Thánh bắt đầu đang được phát triển. Và nó đã đưa ra những cái luật như là cho phép hôn nhân đồng tính luyến ái, rồi nó thành công ở trong các cái nhà thờ nữa và các giáo hội vốn rất là truyền thống, như giáo hội giám lý là cái giáo hội rất truyền thống, giáo hội trưởng lão cũng là giáo hội rất là truyền thống. Và họ đã bắt đầu chấp nhận dần cái việc tổ chức hôn lễ cho những cặp đồng tính ở trong nhà thờ. Và nếu như những mục sư mà từ chối cái việc mà tổ chức hôn lễ cho các cặp đồng tính ở trong nhà thờ đấy, thì các mục sư đấy sẽ gặp đối diện với cả vấn đề pháp luật nữa, vì họ sẽ tố cáo là như thế là phân biệt đối xử, kỳ thị những cái người đồng tính đó. Và nếu mà ở những cái nước như Mỹ và những nước phương Tây, họ rất là tôn trọng nhân quyền, nếu mà bị tố cáo về vấn đề kỳ thị đó, thì sẽ bị phạt tiền, hoặc là sẽ nặng thì sẽ bị đi tù hoặc là bị cách chức. Thì đấy là những cái vấn nạn đang xảy ra tại phương Tây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của họ là cái rainbow, cái cầu vòng. Anh chị em nhìn cái cầu vòng là có bao nhiêu màu? Màu đỏ là một này, màu cam là hai này, màu vàng là ba này, màu xanh lá là bốn này, màu xanh dương là năm, và màu tím là sáu. Tổng cộng là có sáu màu. Và chúng ta hãy xem cái cầu vòng bình thường mà Chúa tạo dựng ra nhé, là nó có tổng cộng bao nhiêu màu. Nhìn này thì rất là khó nhìn này. Có lẽ là nhìn màu vẽ thì nó sẽ dễ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ xem là có tổng cộng bao nhiêu màu nào. Anh chị em thấy không, là tôi chỉ đánh mỗi chữ rainbow thôi, nó ra một loạt những cái cầu vòng liên quan đến gay pride này. Gay pride, pride là niềm tự hào á, niềm tự hào của những người. Gay là dùng cho đồng tính nam, lesbian là dùng cho đồng tính nữ. Thì họ gọi đó là niềm tự hào á. Hàng năm họ có tổ chức một cái sự kiện mang tính chất quốc tế. Mỗi năm họ sẽ tổ chức ở những nước quốc nhau và khác nhau, và mỗi một cái quốc gia nào mà cho phép ấy, thì họ sẽ các cái hội đồng tính ở khắp nơi trên thế giới họ sẽ tổ chức về, họ sẽ diễu hành, họ có thể là mặc mỗi quần lót thôi, họ đi giữa đường phố rồi họ hôn nhau, rồi họ làm những cái động tác khá là kinh tởm trong mắt của Chúa đó. Và đấy cũng là cách để ma quỷ nó sử dụng để bắt đầu tẩy lão dần cái xã hội của chúng ta. Bởi vì khi mà rất là nhiều người nhìn vào những cái điều đấy, đặc biệt là các con trẻ đấy, thì nó sẽ chấp nhận dần những cái việc đấy là chuyện bình thường. 7 sắc cầu màu, cầu vòng đúng không? Nếu mà màu bình thường của chúng ta, cái màu của cầu vòng ấy, thì là chúng ta có 7 màu. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ có 6 màu thôi. Như vậy là họ đã bỏ mất đi một cái màu của Chúa. Như vậy từ trong cái cầu vòng là chúng ta đã thấy cái sự bóp méo của cái bàn tay của ma quỷ, và nó copy những cái của Chúa. Vì khi Chúa ban cho con người cái cầu vòng sau cái thời kỳ của Noe đó, thì là cái cầu vòng để nói lên một cái mối hòa hảo giữa Chúa và con người, tức là Chúa sẽ không hủy diệt trái đất này bằng nước trong phạm vi toàn cầu.
Tôi nói trong phạm vi toàn cầu nhé. Trong phạm vi khu vực thì có thể Chúa vẫn cho phép hủy diệt bằng nước. Tuy nhiên trong phạm vi toàn cầu thì Chúa không hủy diệt bằng bằng nước nữa. Và mỗi khi mưa xuống thì nhìn thấy cái cầu vồng để nhắc cho con người nhớ tới giao ước của Chúa. Như vậy là khi mà cái hội này á, sử dụng cái cầu vồng mà bỏ đi một màu sắc á, nó là một hình thức của việc phỉ báng Chúa, hay nói cách khác là nó là cái của Chúa không có đáng gì hết, cái của nó mới là có giá trị. Đó. Và nó lấy cái của Chúa ra để mà copy, làm cho người ta bị đánh lừa, bị đánh lừa. Thì đây là một cái mà chúng ta cần phải nhận thức được, đó là ma quỷ thường xuyên lấy cái của Chúa để copy, nhưng mà nó bóp méo đi một chút xíu. Tức là cái tình dục là cái điều tốt, vì Chúa tạo ra tình dục để duy trì nòi giống, và Chúa tạo ra tình dục để người vợ và người chồng thỏa mãn cái nhu cầu xác thịt của nhau. Tuy nhiên là ma quỷ cũng sẽ bóp méo đi, nó cũng vẫn cho người ta đáp ứng cái nhu cầu tình dục, nhưng mà khác đối tượng rồi, sai đối tượng. Có thể nam với nam, có thể nữ với nữ, có thể là những người ruột thịt đối với nhau, có thể là con người với động vật, hay là con người đối với các tượng thần, các tà thần ấy. Một trong những nghi thức của cái hội quỷ Satan đó, đó là cái nghi thức sau khi họ làm lễ xong ấy, thì sẽ có một nghi thức là Satan quan hệ tình dục với một cô gái đồng trinh đó. Thì cái điều đó nó thường xuyên hay diễn ra trong cái nghi lễ của thờ phượng quỷ Satan. Thì cái việc mà quan hệ tình dục ấy, nó từ thời kỳ cổ đại cho đến thời kỳ của hiện đại, tức là ma quỷ luôn luôn sử dụng những hình thức đó để mà phỉ báng Chúa. Và anh chị em sẽ thấy những cái hình ảnh của Madonna, các ca sĩ Madonna. Anh chị em biết cái ca sĩ Madonna này không ạ? Madonna, anh chị em đã nhìn vào những cái hình ảnh cô ấy mặc này. Rất là hở hang. Và những cái buổi trình diễn của Madonna đó, thì nó sẽ có những cái hình ảnh đây, anh chị em này. Thập tự giá này, Madonna này sẽ cầm những cái thập tự giá rồi để lên mồm, rồi đóng đinh trên thập tự giá, vân vân vân, nhiều hình thức lắm. Thì thực ra đây không phải là tôn vinh thập tự giá nhé, mà là phỉ báng thập tự giá, phỉ báng Chúa Giêsu. Ta nhìn này, Madonna đóng đinh trên thập giá này, rồi đeo vương miện này, rồi anh chị em xem cái bài hát của Madonna thì tôi khuyến khích là chúng ta không nên xem. Vì tôi xem là vì tôi để nghiên cứu, tôi cũng tình cờ xem khi chiếu trên TV trong nhiều năm trước ấy. Thì khi Madonna múa, nhảy múa ấy, thì bà ấy đưa tay vào cái bộ phận của phụ nữ và để đưa đi đưa lại đấy. Người thì đóng vào hình thập tự giá, nhưng mà tay thì đưa vào bộ phận phụ nữ. Đây là những cái hình thức của việc sỉ nhục Chúa Giêsu. Rồi Michael Jackson cũng như vậy. Michael Jackson khi mà nhảy ấy, thì tay thường xuyên đưa vào bộ phận kín của mình. Rất là nhiều những cái ca sĩ, những diễn viên và những chính trị gia nổi tiếng á, thì họ thuộc về hội quỷ Satan, và đồng thời đấy họ ủng hộ cho cái hội LGBT đấy, là cái hội ủng hộ cho hôn nhân đồng tính. Và đấy là điều mà lời Chúa đã nói rất là rõ ràng, đem đến cái sự hủy diệt cho Sodom và Gomorrah. Bây giờ chúng ta xem ở trong sách Roma đoạn thứ 2. Sách Roma đoạn thứ 1.
Xin anh chị em xem nhé. Mời Như Hân đọc dùm câu số 26. 2, câu 26 cho đi. Như anh có đọc được không? Sách Roma đoạn 1 từ câu 26 trở đi. Tôi sẽ đọc nhé. Ấy vì cơ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ. Cái từ phó ở đây không có nghĩa là Chúa muốn như vậy nhé. Phó ở đây là Chúa mặc kệ, Chúa để cho người ta đi trong con đường của họ khi họ từ chối đường lối của Ngài. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đổi cách dùng tự nhiên ra cách trái nghịch với cách tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với người kia. Đàn ông cũng đàn ông phạm sự xấu hổ, chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ vào trong lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, tràn chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót, không... Do họ không biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chúng ta nghe cái phần này nghe nó có vẻ hơi quá đáng không? Khi mà Kinh Thánh nói rằng những người quan hệ tình dục đồng giới này thì nó sẽ dẫn đến những cái việc là không công bình, tham lam, độc ác, chứa chan. Vì nếu mà nhìn vào từng cá nhân thì chúng ta nghĩ là ồ, tôi biết một anh đấy hay tôi biết một cô ấy không như này đâu. Cô ấy chỉ có một vấn đề duy nhất thôi là đồng tính luyến ái, nhưng anh họ không có những vấn đề như này. Xét trên phương diện từng cá nhân thì có thể như vậy. Nhưng mà xét trên phương diện tập thể thì nó có tất cả những cái điều mà Kinh Thánh nói ở đây. Tuy nhiên một về mặt thực tế đó là một khi... một người đã bị ma quỷ bóp méo nhận thức về mặt tình dục ấy, thì nó có thể dẫn tới những cái điều được liệt kê trong câu số 29 và câu số 30 này, 31 này. Tại sao như vậy? Bởi vì khi những người mà bị linh ô uế để kiểm soát ấy, thì tâm trí của họ sẽ nghĩ rất nhiều về vấn đề tình dục và làm thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu tình dục của mình. Khi mà cái nhu cầu tình dục nó bị kiểm, thân thể của họ đó, tận lý trí của họ bị kiểm soát bởi nhu cầu tình dục đó, thì có thể dẫn tới những cái điều ác là họ có thể hãm hiếp người khác, giống như trường hợp của gia đình Lot khi mà họ tìm cách để hãm hiếp các thiên sứ đó. Thì chúng ta thấy rằng là nó vượt quá ra khỏi cái vấn đề nhu cầu tình dục rồi. Để đáp ứng nhu cầu tình dục thì họ bất chấp, miễn là đáp ứng nhu cầu tình dục của mình, thì họ có thể hãm hiếp người khác này, họ có thể giết hại những người khác để thỏa mãn. Vì sau khi mà họ hãm hiếp xong rồi đấy, thì họ thường sẽ là giết hại những cái người họ hãm hiếp để làm gì? Để người đấy không trả thù, hay là để người đấy không có báo cáo họ cho phía bên chính quyền, vân 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 vân. Hay là một khi mà ma quỷ đã kiểm soát được họ một phần ấy, thì cái tà linh ấy nó sẽ tìm cách để nó khống chế người đó một cách hoàn toàn luôn. Và thường thường là những cái người mà bị cái tà linh này kiểm soát, nó dẫn đến cái rất là nhiều những cái sự gian ác khác kèm theo. Và cái vấn đề là nếu như có những người không có xu hướng quan hệ tình dục đồng giới, nhưng người đó đồng ý cho hôn nhân đồng giới, đồng ý cho những cái điều này tồn tại đó, thì một hình thức nào đó là người đó đang chấp nhận cho cái linh đó đang vận hành. Và khi cái linh đó vận hành thì nó sẽ dẫn theo những cái linh gian ác khác kèm theo. Cho nên chúng ta nếu như không cầu nguyện
và không có một cái tinh thần kiên quyết để kháng cự cái linh này đấy, thì cái tà linh này nó sẽ kiểm soát rất là mạnh mẽ. Nó có thể là ví dụ như là người bố người mẹ mà không kháng cự cái linh này đấy, thì người con của mình sẽ có thể bị ảnh hưởng, vì sống ở trong cái môi trường đó, sống ở trong cái môi trường mà khi những cái điều này nó được chấp nhận như một cái điều gì đó tự nhiên, như là một phần của xã hội đấy, thì không ít thì nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới con cái của chúng ta. Và xã hội của chúng ta đang sống là cái xã hội Việt Nam ấy. Xã hội Việt Nam thì vốn dĩ người Việt Nam ấy đã rất là khắt khe về cái vấn đề tình dục. Thời kỳ ngày xưa đấy, cái người phụ nữ mà chửa hoang ấy là có thể gọt đầu bôi vôi đó. Nhưng mà về thời kỳ bây giờ thì người ta không còn cư xử như vậy nữa, bởi vì người ta cho rằng đó là quyền của tôi mà, thân thể của tôi muốn làm gì thì làm đó, tôi muốn ngủ với ai thì ngủ, không ai có quyền can thiệp hết đó. Và rồi dần 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 cái quan hệ tình dục đồng giới là ngày xưa là không thể nào chấp nhận được, nhưng bây giờ người ta hôn nhân, tổ chức đám cưới, người ta quay công khai và đăng lên trên YouTube rồi trên Facebook, và mọi người xem thì cảm thấy vui, cảm thấy nó lạ 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 cũng hay, và người ta chấp nhận việc đó. Và dần 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 chúng ta nhớ nhé, khi mình chấp nhận đấy, một người chấp nhận thì bắt đầu nhiều người chấp nhận, và cái xã hội chấp nhận, và bắt đầu nó chuyển cái xã hội chúng ta dần theo cái xu hướng của xã hội phương Tây. Và nếu như xã hội Việt Nam của chúng ta chuyển dần theo xu hướng của xã hội phương Tây thì sự đoán phạt đó cũng sẽ đến dần, giống như Sodom và Gomorrah. Cách đây một ít năm thì cái tổ chức cái nhóm mà LGBT Việt Nam họ đã đệ đơn lên chính phủ và đòi cái hợp pháp hóa cái hôn nhân đồng tính ở Việt Nam. Tuy nhiên cảm tạ ơn Chúa là do lời cầu nguyện của một số con cái Chúa mà cái điều đấy đã không được chấp thuận, mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa điều đó. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng là họ có người của họ nằm ở trong chính phủ và họ vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái quyền lợi của họ để được chấp nhận ở xã hội Việt Nam của chúng ta. Và nếu như xã hội Việt Nam của chúng ta được chấp nhận ấy, thì hãy nhớ rằng là một khi cái quyền hợp pháp ấy, vì chính quyền là có quyền trên đất nước nhân dân mà, khi chính quyền đã chấp nhận ấy, thì điều đó có nghĩa là cái linh ô uế này nó được quyền hợp pháp vận hành trên đất nước Việt Nam. Và nếu như nó được quyền hợp pháp vận hành trên đất nước Việt Nam thì ngay cả hội thánh của Chúa cũng có thể bị ảnh hưởng, con cháu và các tín đồ trong hội thánh có thể bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng và cái lối sống đó. Và đồng thời đấy là những hội thánh chân chính, những hội thánh đi theo lời của Chúa cũng rất khó để có thể là tồn tại, bởi vì bây giờ chúng ta có thể nói công khai mà đả kích những cái vấn đề trái với tự nhiên, trái với lời của Chúa. Nhưng khi mà đã được hợp pháp hóa như Mỹ và một số nước phương Tây đó, thì anh không được phép tự nói gọi là đả kích cái cộng đồng này, bởi vì tại sao họ cho rằng như thế là phân biệt đối xử, kỳ thị họ, và nó liên quan đến cả pháp luật nữa. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho xã hội Việt Nam của chúng ta. Ma quỷ đang bắt đầu vẫn tiếp tục hành động rất là mạnh mẽ để tẩy não cái thế hệ của chúng ta. Và có những cặp đôi đồng tính á, họ hoạt động cách công khai ở trên các chương trình trên TV này, rồi họ hoạt động công khai ở trên Facebook này, và những người nào mà chống đối họ thì họ cho là cổ hủ, hay là họ cho là như thế là vi phạm nhân quyền vân vân. Tuy nhiên các cơ đốc nhân chúng ta có lời của Chúa là chúng ta cần phải tạo nên cái tiếng nói của một người cơ đốc để chống lại tất cả điều này. Về cơ bản là chúng ta không chống lại con người mà chúng ta chống lại tinh thần sai trái. Chúng ta không chống lại con người, chúng ta chống lại cái tà linh vận hành đằng sau suy nghĩ của con người. Đất nước của chúng ta có ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam ấy, thì cái cộng đồng LGBT phát triển rất là mạnh mẽ ở miền Nam. Và thường thường những người mà thuộc về cái cộng đồng này ở miền Bắc hay miền Trung á, thì họ sẽ tạt vào trong miền Nam. Bởi vì ở miền Bắc và miền Trung ấy, thì cái tư tưởng truyền thống nó vẫn còn rất là mạnh mẽ. Cho nên là không có chấp nhận cái cộng đồng này tồn tại về cơ bản.
Hay nói cách khác là một anh chàng nào mà cứ đi éo ải cũng ở ngoài đây là sẽ bị đáp đá ngay lập tức. Nói chung là người miền Bắc không có chấp nhận cái điều đó cho đến tận thời điểm này. Cho nên những cái người mà có cái tinh thần này là họ sẽ di cư vào trong miền Nam để sinh sống và ở nơi đó thì vì người miền Nam thoáng hơn. Người miền Nam là họ không có để ý tới những người khác, coi như là ai muốn làm gì thì làm. Thế cho nên là những cái cộng đồng này dễ sống hơn ở miền Nam. Tuy nhiên là đây là một cái điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện, vì nó không phải là chỉ là vấn đề văn hóa nữa, mà là vấn đề đạo đức, hoặc là vấn đề là lời Chúa, và chúng ta cần phải cầu nguyện để hủy diệt đó, để kháng cự nó và không cho phép nó vận hành ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì đó là linh, mà đã là linh thì nó có khả năng lan truyền. Anh chị em nhớ điều đó, linh thì nó có khả năng lan truyền. Tôi đã cầu nguyện giải cứu cho rất là nhiều người bị cái linh ô uế đấy, thì cái linh ô uế nó bước vào có khi chỉ vì đơn giản là lúc còn bé, hồi bé đó xem phim ảnh khiêu dâm, mà xem một cách thụ động thôi, là do người lớn bật lên, rồi sau đó thì nhìn vào đó tự nhiên là xem rất là bắt chước. Thậm chí là trẻ con đó, bé tí đó chưa dậy thì đâu mà cũng đã bắt đầu quan hệ tình dục rồi đấy, thì là do cái linh ấy, nó bước vào và nó kiểm soát, và khi đến tuổi dậy thì tự nhiên là có một cái ham muốn tình dục một cách rất là mạnh mẽ và gần như là không có thể kháng cự lại được, rơi vào cái tội lỗi tình dục rất sớm. Cho nên là một khi mà cái linh này á, nó mà đã bước vào ấy, thì nó sẽ lan rộng ra, nó sẽ tìm cách để lan rộng ra. Đấy là đặc điểm của thế giới linh, là luôn luôn tìm cách để lan rộng cái tầm ảnh hưởng của nó và cái sự hiện diện của nó trên rất là nhiều người. Nó lan rộng bằng rất là nhiều hình thức khác nhau, bằng phim ảnh, bằng âm nhạc, bằng văn hóa, bằng truyện tranh. Anh chị em hãy để ý những cái truyện tranh nhé, con em của mình đọc đấy, bởi vì có một cái hội đồng của những người theo hội quỷ Satan đấy, thì họ ngồi họp với nhau, và đó gồm rất là nhiều những người tài giỏi. Họ viết ra những cái game này, họ viết ra những cái truyện tranh, thì trong cái game và cái truyện tranh đó đấy, thì có cái thì là bạo lực này, có cái thì là tình dục này, và trong đó có cả những cái tình dục đồng giới nữa. Thì bắt đầu con cái của mình nhìn vào những hình ảnh đó, nó chưa nhận diện và chưa phân biệt được đâu, nhưng mà nó quen với những hình ảnh đó rồi, và khi quen với hình ảnh đó thì bắt đầu nó thích mặc những cái đồ giống như là những người trong cái phim truyện đấy, và dần dần nó tẩy não và nó thích như thế. Và khi lớn lên thì nó ma quỷ đã sử dụng chính những cái con người đấy để mà lan tỏa những cái linh ô uế và linh tình dục ở trên cái thế hệ Việt Nam của chúng ta. Anh chị em để nhớ, những ai mà sinh năm 80 trở về trước ấy, thì anh chị em sẽ thấy nhớ, cái thế hệ mình sinh ra đó là bố mẹ đã dạy mình nhớ, là không bao giờ được mặc quần áo ngắn đi ra ngoài đường. Không bao giờ được mặc quần áo ngắn đi ra ngoài đường. Nhưng đến bây giờ đấy, anh chị em sẽ thấy ở quán nước, ở quán cà phê, ở quán ăn, người ta mặc cái quần đó, áo đó chỉ có được phép mặc trong phòng ngủ ngày xưa thôi, bây giờ người ta mặc mặc bên ngoài luôn. Và cái chủ trương của họ là càng lộ ra cái vẻ đẹp của cơ thể thì càng tốt. Nhưng mà đấy là cái hình thức mà ma quỷ nó lan truyền cái linh ô uế và linh dâm dục. Thì chúng ta nhớ rằng cái tà linh luôn luôn tìm cách vận hành để lan truyền cái sự hiện diện của nó. Cho nên về phía hội thánh, những con cái Chúa, chúng ta nhận biết lẽ thật và chúng ta phải cầu nguyện để kháng cự cái linh này, nó đang vận hành rất là mạnh mẽ ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta và trên thế giới. Quay trở lại sách Sáng Thế Ký. Cái tội lỗi đặc trưng của Sodom và Gomorrah là cái tội của cộng đồng LGBT đấy, đã dẫn đến một cái hình phạt, đó là hình phạt bởi lửa diêm sinh của Chúa giáng xuống. Thế thì cái lửa diêm sinh này là gì? Thì những nhà nghiên cứu đó thì họ cho rằng là có một cái cơn phun trào núi lửa ở gần đó, và cái cơn phun trào núi lửa đấy đã vây phủ cả một cái cộng đồng lớn ở tại thành Sodom và Gomorrah và hủy diệt tất cả. Đó. Trong Kinh Thánh thì mô tả là có lửa diêm sinh từ trời. Thì từ trời thì về cơ bản nếu như đó là núi lửa thì nó cũng phù hợp, bởi vì khi núi lửa nó phun trào lên ấy, thì nó có thể phun với một cái độ cao nhất định và nó sẽ phủ vây những cái người dân sinh sống ở cái khu vực lân cận ở đó.
khi nào cái tội lỗi nó dẫn đến một cái mức độ đầy dẫy đấy thì cái sự hủy diệt nó có thể đến trên phạm vi cộng đồng. Nếu như tội lỗi đến mức độ đầy trọn trong phạm vi cá nhân thì cái sự hủy diệt có thể đến cá nhân, nhưng mà khi nó đã bao trùm trên phạm vi rộng lớn ấy, thì cái cộng đồng và cái đất nước đó có thể nằm ở trong cái mối nguy của sự hủy diệt của Chúa. Cho nên tôi nói điều này để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta và cái người miền Nam nói chung. Vì cái người miền Nam ấy, thì họ có một cái thói quen sống là tôn trọng cái quyền tự do của mỗi người khác, không có đá động đến đến cái gì không liên quan đến mình. Đó là mặt tốt. Tuy nhiên cái mặt tốt này nó cũng có một cái mặt yếu của nó là nó đã tạo ra những cái kẽ hở cho cái cộng đồng LGBT sinh sống ở trong đó, và họ cho rằng họ được chấp nhận ở tại đó. Cho nên cái linh ô uế này nó phát triển rất nhiều ở ở phía nam của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đây là cái mà chúng ta cần phải dấy lên một cái sự nhận thức cho cộng đồng Cơ Đốc và những anh chị em và những con cái Chúa đó, mà đến trên hội thánh mà chúng ta phát hiện ra những cái người nam người nữ mà đi cứ ẻo ải ẻo ợt là chúng ta nên có tiếng nói. Bởi vì nếu như chúng ta không có tiếng nói đối với cộng đồng này đấy thì rất dễ chúng ta tạo cho họ một cái cảm giác là họ được chấp nhận ở trong hội thánh. Và chúng ta nhớ rằng con người họ được chấp nhận nhưng mà cái tinh thần của họ thì không được chấp nhận. Tức là nếu như trong hội thánh của Chúa mà có những người mà sống ở trong cái tinh thần này thì hội thánh cần phải có tiếng nói để giúp cho họ vượt qua được cái sự kiểm soát của ma quỷ. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng đây là vấn đề của tà linh chứ nó không phải vấn đề của bệnh tật. Khi tôi đi học ấy, thì bác sĩ giáo viên có nói rằng là những bác sĩ rồi những nhà khoa học nghiên cứu thì nó là vấn đề của bệnh tật, vì trong cái cơ thể của họ nó có thể là có cái bộ phận của cả nam và nữ. Tuy nhiên cái số lượng đấy rất là hiếm, rất là đặc biệt và rất là hiếm, chứ nó là việc bất bình thường rồi. Phần lớn những người thuộc về LGBT thì không phải là trong cơ thể của họ có hai cái bộ phận như vậy, mà là nó do cái nhận thức. Mà cái nhận thức nó đến từ đâu? Nhận thức đến từ nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Có thể là khi họ sinh ra ở trong một cái gia đình là thường nhìn thấy hình ảnh của người bố là người bạo lực, đánh đập vợ và con cái, cho nên là những người nam sinh ra ở trong gia đình đó là tự nhiên sợ con trai, sợ cái người bố đó, sợ người bố, thì cái tà linh nó bước vào, nó có thể bóp méo cái nhận thức tình dục và nó dẫn đến cái xu hướng là con trai thì chỉ yêu con trai thôi, hoặc là con gái thì chỉ yêu con gái chứ không có yêu những người khác giới như mình, hoặc là thiếu vắng cái sự hiện diện của bố hoặc của mẹ, nó cũng thể dẫn đến cái việc là cái nhận thức về tình dục nó bị lệch lạc đi. Thì đấy là trên cái phương diện tâm lý học. Tuy nhiên trên cái phương diện tâm linh ấy, thì là tà linh nó sử dụng nhiều hình thức khác nhau, sử dụng những cái khoảng trống trong tâm hồn đó, khoảng trống những cái thời gian mà bị đánh đập hoặc là bị lạm dụng tình dục đó, để làm cho bóp méo cái nhận thức về tình dục, và tà linh ấy bước vào. Cho nên đây là vấn đề của tà linh chứ không phải là vấn đề của bệnh tật. Và nếu nó là vấn đề của tà linh ấy, thì chúng ta phải giúp đỡ những người này trong quyền năng của Thánh Linh. Nếu như không có quyền năng của Thánh Linh, chúng ta không thể giúp đỡ được họ. Điều đó là chắc chắn. Và quyền năng của Thánh Linh thì không có cách nào khác là cầu nguyện giải cứu cho họ để trục xuất tà linh nó ra. Khi tà linh nó ra thì tự nhiên là người ta không còn cái ham muốn về những người cùng giới tính với mình nữa. Và sau khi tà linh nó được trục xuất ra rồi đấy, thì hội thánh sẽ giúp đỡ họ để họ nhận diện được cái giới tính của họ, và đồng thời để giúp họ làm thế nào để có thể được đứng vững vào trong lời Chúa để chống cự khi cái linh này nó quay trở lại và tấn công họ. Thế thì nếu như trong hội thánh có những người mà ở trong cái thuộc về cái giới LGBT đó, thì hội thánh phải có người để giúp đỡ họ, để giải cứu cho họ. Nếu như hội thánh không có người thì phải đưa đến cái hội thánh nào có người có ơn giải cứu để cầu nguyện giúp đỡ giải cứu cho những người đó, và giúp đỡ cho những người đấy để thay đổi. Nếu như những người đấy quyết định không chịu thay đổi lối sống ấy, thì
không có cách nào khác, hội thánh phải mời họ ra khỏi hội thánh, trục xuất ra khỏi hội thánh. Bởi vì nếu như những người này á, mà công khai cái lối sống của họ trong hội thánh, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái người khác, đặc biệt là thế hệ con em của chúng ta ở trong hội thánh. Vì chúng ta nhớ một điều rằng là những cái gì mắt chúng ta nhìn đấy nó sẽ in vào trong não bộ của chúng ta. Và một khi nó in vào trong não bộ của chúng ta rồi thì dần dần á, chúng ta chấp nhận những cái điều đó như là một sự thật. Nếu như trong hội thánh mà người ta đồng ý cho việc hai người nam mà quan hệ với nhau như là vợ chồng, hoặc là hai người nữ quan hệ với nhau như vợ chồng, hoặc là tổ chức đám cưới cho những cái cặp đồng tính đấy, thì những người khác trong hội thánh bắt đầu chấp nhận những cái việc đấy. Và khi chấp nhận việc đấy thì họ chấp nhận cái linh đấy vận hành ở trong hội thánh của Chúa, và nó rơi vào tình trạng như Sodom và Gomorrah thì đối diện đến nguy cơ của sự hủy diệt. Cho nên một mặt đó, thì chúng ta giữ cái tinh thần đó là yêu thương những người thuộc về LGBT, vì họ vẫn là những con người như chúng ta. Họ là những nạn nhân cần được giúp đỡ, và chúng ta cần có lòng thương xót và tình yêu đối với họ. Vì phần lớn trong số họ là đều sinh ra ở trong một cái hoàn cảnh nó có một cái sự khiếm khuyết nào đó, cho nên tà linh nó lợi dụng cái sự khiếm khuyết đấy để bước vào và giúp đỡ cho họ để họ có thể vượt qua. Nhưng khi họ quyết định để mà sống trong cái lối sống đấy đó, không thay đổi ấy, thì hội thánh cần phải có biện pháp mạnh để bảo vệ những người khác ở trong hội thánh, và chúng ta không được lấy cái danh nghĩa tình yêu thương ra để mà chấp nhận cái những con người mà quyết định sống theo cái lối sống này ở trong hội thánh của Chúa. Thế còn có một cái đối tượng rất là khó để xử lý bây giờ, đó là đối tượng những người chuyển giới. Những người chuyển giới thì rất là khó để mà có thể giúp đỡ họ được họ. Bởi vì một khi cái bộ phận sinh dục của họ đã bị cắt bỏ đi rồi đấy, thì quay trở lại rất là khó. Ví dụ như là nam giới mà cắt bỏ bộ phận nam giới đi thì trở thành phụ nữ, giống như bộ phận của phụ nữ rồi, thì lắp ghép lại ngay khi họ ăn năn tội lỗi, họ nhận thức được họ là nam, lắp ghép lại cũng cả là một cái vấn đề rất là khó. Và khi mà họ chuyển giới thì họ tiêm những cái hormone thay đổi giới tính vào đấy, thì nam bắt đầu nói giọng giống như nữ, thì khi họ ăn năn tội lỗi thì họ lại trở lại con người bình thường, nhận thức bình thường, nhưng mà cái thân thể của họ đã không còn được như trước nữa, thì đấy cũng là một cái vấn đề rất là khó, ngay cả trong cái việc là xưng hô ở trong hội thánh nữa. Một khi thân thể họ đã chuyển ra không khác gì nữ giới rồi, mà chúng ta gọi là anh hay gọi là chị đây, thì cũng là cả một cái vấn đề rất là rắc rối liên quan đến đến cái sự tương tác và giao lưu kết nối ở trong hội thánh. Tuy nhiên là chúng ta cần phải bảo vệ cái điều chúng ta làm về phía hội thánh, là chúng ta cầu nguyện để chống cự lại cái linh này, nó đang lan truyền cái sự hiện diện của nó và chiếm hữu rất là nhiều người. Và chúng ta nhớ rằng một khi linh này nó đang tồn tại trên đất nước Việt Nam và trên thế giới này ấy, thì con em của chúng ta cũng là đối tượng để nó nhắm tới nha anh chị em nhé. Chúng ta đừng nghĩ mình sinh ra con trai thì nó là con trai, mà đừng nghĩ mình sinh ra con gái nó sẽ là con gái đâu. Linh này nó sẽ không tha bất cứ một ai hết, nó sẽ nhắm tới như thậm chí những cái con em mà chưa được sinh ra đó, thậm chí còn đang ở trong bào thai thì nó đã nhắm tới rồi, nó đã tìm cách để tấn công rồi. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để chống cự nó một cách quyết liệt, và đồng thời giáo dục cho con em trong hội thánh về giới tính nữa, để các bạn ấy biết cách bảo vệ chính mình khỏi những cái đối tượng này, và thứ hai là nhận thức được về giới tính của mình. Vì bây giờ ma quỷ nó đang sử dụng con người để tẩy não rất nhiều về nhận thức về giới tính, và thậm chí là có những cái hệ thống trường học và những cái quy định đó, ở những cái nước gọi là tiên tiến đó. Nó còn có những cái mục như là một mục là nam, một mục là nữ, một mục là transgender là chuyển đổi giới tính. Rồi có những cái tư tưởng là rằng bây giờ không dạy cho con của trẻ em biết là nó là con trai hay nó là con gái nữa, mà để khi nào nó lớn lên nó tự xác định giới tính của nó. Đó, anh chị em thấy không? Nghe thì có vẻ rất hay, nhưng mà nó là những cái sự bóp méo của ma quỷ trên tâm trí của con người. Bởi vì chúng ta, giới tính của chúng ta đã được xác định khi chúng ta sinh ra. Khi chúng ta có thai ở trong
bào thai của mẹ là giới tính chúng ta được xác định rồi mà, chứ không phải lúc nào chúng ta nhận thức được rồi chúng ta mới tự xác định giới tính của mình. Đó thì đấy là cái tẩy não của những cái hội LGBT, và điều đó là rất là gian ác. Và chúng ta nhớ cái hội này đấy, nó bắt đầu từ từ cái vấn đề của vấn đề tình dục thôi, nhưng mà nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái điều khác gian ác kế tiếp sau nữa. Đó. Và nếu như xã hội mà chấp nhận cho phép, đất nhà nước mà chấp nhận cho phép hôn nhân đồng tính này, thì có nghĩa rằng là những cái cặp này họ sẽ có quyền được nhận con nuôi. Đấy. Nếu như họ được nhận con nuôi đó, thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà một đứa trẻ hàng ngày nó nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau và quan hệ tình dục với nhau, thì liệu như nó lớn lên nó có một cái nhận thức đầy đủ và đúng đắn về giới tính không? Cho nên là chúng ta cần phải quyết liệt chống đối cái việc là hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở trên đất nước chúng ta và trên thế giới này. Tuy nhiên khi mà thời đại bây giờ đã thay đổi rất nhiều, ở những nước phương Tây đã bắt đầu hợp pháp hóa điều đó. Nếu như chúng ta chỉ cần nói sơ hở một chút thôi là như ở nước phương Tây ấy, là có thể bị bắt bỏ tù hoặc là bị phạt tiền, hoặc là chính những người đấy họ sẽ dùng cái bạo lực để tấn công lại chúng ta. Thì đấy là một cái sự gian ác của cái thế hệ chúng ta đang sinh sống. Đúng như lời của Chúa nói. Nên anh chị em trong hội thánh chúng ta đừng coi thường việc này, và chúng ta cần phải thấy rằng đây là một cái kẻ thù, một cái tà linh, một cái thế lực linh đang vận hành rất mạnh mẽ để giết hại thế hệ chúng ta đang sinh sống và con cháu của chúng ta, và chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều để chống cự lại nó. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Tôi có thời gian cho câu hỏi. Anh chị em có câu hỏi nào liên quan đến bài học ngày hôm nay thì chúng ta hỏi. Có một số những cái câu hỏi mở rộng tôi có thể tự đặt ra cho như này. Ví dụ như là mà có người có thể hỏi là thế tôi có trong lớp của tôi hay trong nhóm bạn của tôi có một người bạn thuộc về LGBT thì tôi có chơi với người đó hay không? Tôi có nên chơi với người đó hay không? Hay là tôi lánh xa người đó? Thì cái này nó thuộc về sự khôn ngoan rất nhiều. Thứ nhất là về thái độ thì chúng ta cần phải thể hiện cái thái độ rất rõ. Nếu như người đó công khai sống ở trong những cái điều lệch lạc đó, thì chúng ta cái thái độ của chúng ta cần phải rất rõ để cho họ nhận thức rằng là mình không có đồng ý cho việc đó. Mà thứ hai nữa là nếu như chúng ta tiếp cận với họ trong một hình thức nào đó mà một khi họ đã công khai rồi đấy, thì nó sẽ dẫn đến một số những cái như sau mà chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đó là nếu như mà mình chơi thân với những người đó đó, thì những người đó có thể sẽ suy nghĩ rằng là mình không phản đối cái đó. Nếu mà không phản đối đó thì họ sẽ nghĩ rằng cái việc mình làm là không sao cả, người ta không nhận thức điều đó là sai, thì chúng ta không bày tỏ được về Chúa. Thứ hai nữa là những người đó đấy, nếu như mà có thể tiếp cận được với những người thân ở trong gia đình của chúng ta đấy, thì chúng ta không biết chừng thì có thể là chính người thân trong gia đình của chúng ta có thể bị hãm hại, hoặc là cái tà linh ấy nó có thể bằng cách nào đó mà nó tấn công cái người thân của chúng ta. Trước kia tôi có cầu nguyện cho một người chị em. Lần đầu tiên tôi gặp người này ở trên mạng nhé, thì tôi đã nói tiên tri là năm người này 10, tôi không nhớ chính xác 10 năm hay là 17 tuổi gì đó, bị hiếp dâm. Sau khi kết thúc chương trình thì tôi liên lạc với người này, thì người này nói rằng 5 năm tuổi đã bị hiếp dâm rồi. 5, 10 năm tuổi mới biết mình bị hiếp dâm. Và khi biết mình bị hiếp dâm thì bao nhiêu cái đau đớn, cái tổn thương nó
ùa vào trong lòng. Vì lúc 5 tuổi còn bé quá, sau đó thì không có nhận thức được và quên đi. Và những người hiếp dâm cô bé này là ai? Là bạn của anh trai ruột của mình. Anh chị em này, bạn của anh trai ruột đến chơi nhà và hiếp dâm em bé 5 tuổi. Năm nay người chị em đó đã lớn, đã trưởng thành, có chồng có con rồi, nhưng mà những cái kinh nghiệm tổn thương nó vẫn còn rất là mạnh mẽ trong đời sống. Thì tôi muốn nói đây rằng nếu như chúng ta chơi thân hoặc là liên hệ với những người thuộc về giới này đó, là thì chúng ta phải cẩn thận cho điều đó, bởi vì cái khả năng đó nó cũng có thể xảy ra. Bởi vì một khi cái những người mà bị cái link này nó kiểm soát ấy, thì người ta sẽ tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu tình dục của họ một cách mãnh liệt. Và thường thường chứ không phải là luôn luôn nhé, thường thường những người mà thuộc về cái giới LGBT này thì họ quan hệ tình dục với rất nhiều người. Cái khái niệm về trung thành hay quan hệ tình dục với chỉ một vợ một chồng thì gần như không có đối với những người thuộc về giới LGBT. Họ quan hệ tình dục với rất nhiều người, miễn là đáp ứng nhu cầu tình dục của họ. Điều đó có nghĩa rằng là khi cái cơn khao khát tình dục của họ mà lên ấy, thì nếu như đó là con em của chúng ta thì họ có thể là tìm cách để mà thỏa mãn. Và một khi con em của chúng ta nó bị lạm dụng rồi ấy, thì cái link nó bước vào nó có thể ảnh hưởng đến con em của chúng ta và hại con em của chúng ta. Còn đâu nếu như giữ ở mức độ quan hệ như thế nào thì chúng ta tự cầu nguyện với Chúa và xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan thông sáng để mà biết cái cách để mà tiếp cận hoặc là giữ quan hệ đối với những cái người như vậy. Tuy nhiên là có một số những cái cảnh báo như vậy là chúng ta cần phải suy nghĩ xem là mình nên như thế nào, và dưới cái ánh sáng của lời của Chúa và với cái sự cảnh tỉnh như vậy thì chúng ta nên có một cái thái độ làm sao. Còn có một số người nghĩ rằng là tôi cần phải đi vào trong cộng đồng của họ để chinh phục họ. Nếu như đấy là điều Chúa giao cho anh chị em thì rất là tốt, nhưng hãy đảm bảo rằng mình được Chúa giao và mình là người vững vàng. Bởi vì không cẩn thận mình thì mình nghĩ là đến đấy để chinh phục họ, nhưng mà cuối cùng dần dần mình bị tẩy não đó. Và anh chị em biết không, cái sự tẩy não của nó kinh tởm luôn, và trong cái thế hệ của chúng ta đấy, nó thậm chí nó chiếu trên tivi, chiếu trên quán nước, và có nhiều người không bị như thế nhưng ngồi xem nó bắt đầu thấy hay 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 hay, và nó bắt đầu dần dần từ cái hay hay đấy nó sẽ dẫn đến cái thực hành. Chúng ta phải hiểu rằng cái xã hội chúng ta đang sinh sống thì đạo đức nó rơi vào trong cái tình trạng suy đồi một cách nghiêm trọng, và tình dục là một vấn đề người ta nói là không có đạo đức trong tình dục đấy. Nếu mà không có đạo đức thì tôi có thể quan hệ tình dục với bất cứ ai tôi muốn, thì đấy là những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải chú ý trong cái xã hội chúng ta đang sinh sống để giữ vững đạo chúng ta tin theo, để mình là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Amen. Một lần nữa tôi hỏi có ai có câu hỏi liên quan đến bài học không ạ? Mình cầu nguyện và chống lại cái đồng tính ở LGBT như Nó cũng là một cái linh ô uế thôi. Nó là một con quỷ ô uế đấy. Khi mình cầu nguyện chi tiết hóa ra thì mình có thể cầu nguyện là những cái linh ô uế này gây lên quan hệ tình dục đồng giới, tình dục loạn luân, tình dục với động vật, vì nó cùng một loại linh mà, cùng một loại linh nó gây ra những cái đấy là linh quỷ ô uế đấy. Quỷ ô uế là gây ra tình dục đồng giới này, tình dục với thú vật này, tình dục loạn luân này đó. Thì mình nhân danh Chúa để hủy phá nó, chống cự nó, bẻ gãy mọi xiềng xích nó, phá vỡ các cái chương trình của nó được lan truyền qua các mạng internet đó. Mình có thể đọc tên nó ra trên kênh YouTube, trên Facebook, các phương tiện sách báo, nhân danh Chúa Giêsu phải gỡ bỏ, mình ra lệnh cho nó phải gỡ bỏ, bẻ gãy xiềng xích nó. Chúng ta biết rằng khi Obama lên nắm quyền của nước Mỹ ấy, thì ông hợp pháp hóa cái vấn đề này, và ông còn cho phép là có một cái trang web của được bảo sự bảo trợ của nhà nước cho cái hội LGBT. Nhưng mà sau khi ông Tổng thống Trump lên, ngay lập tức ông ấy ra lệnh gỡ bỏ cái trang đó luôn.
Và ông Tổng thống Trump đã gặp cái sự chống đối rất nhiều, vì ông Trump ông ấy đứng về phía Kinh Thánh, còn Obama là một người rất gian ác, ông này đầu óc của ông ấy cực kỳ là gian ác và lươn lẹo, bậy bạ và lừa dối đất nước Mỹ và lừa dối cả thế giới này. Ông là người Hồi giáo nhưng mà ông ấy giả bộ như là người tin lành, đi nhà thờ cầm Kinh Thánh hát Hallelujah như thường nhưng mà đằng sau là ủng hộ Hồi giáo. Đó, và đảng phái của ông ấy là cái đảng phái mà chống các cái giá trị Cơ Đốc. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho những nhà lãnh đạo đất nước để họ đứng về phía lẽ thật, và cầu một phần là mình cầu nguyện vì chúng ta có uy quyền là cầu nguyện mà gỡ bỏ tất cả những cái truyền thông của nó ở trên các phương tiện internet và tẩy não cái thế hệ trẻ của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ mọi người hiệp ý tôi sẽ cầu nguyện nhé cho điều này. Và chúng ta sẽ sang cái phần khác. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con hiệp ý để cầu nguyện để xin Chúa giúp chúng con hiểu về vấn đề giới tính, về vấn đề tình dục, và cho hội thánh của Chúa hiểu về giới tính và tình dục trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Và con cầu nguyện để xin Chúa thanh tẩy mỗi chúng con ra khỏi tất cả những ham muốn tình dục sai trái. Không phải chỉ một cá nhân nào, tất cả chúng con, những con cái của Chúa. Con cầu nguyện cho sự tha thứ cho mỗi chúng con, tha thứ cho đất nước của chúng con, người dân trên đất nước của chúng con và cả thế giới này đã chấp nhận những cái tư tưởng ô uế tình dục đồng giới, tình dục với động vật, loạn luân quan hệ tình dục với người thân ở trong gia đình và nhiều hình thức quan hệ tình dục với tà linh, vân vân. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì tất cả điều đó là ô uế, và chúng con nhiều khi chúng con không nhận thức điều đó là sai. Chúng con lớn lên chúng con đã bị cái tà linh này kiểm soát khống chế và có những cái ham muốn lệch lạc mà chúng con không nhận thức được, hoặc là chúng con không chống cự lại được. Chúng con cầu xin Chúa ngày tha thứ cho chúng con, và con cầu nguyện này Chúa giúp cho chúng con để tắc thắng được nó và bẻ gãy mọi xiềng hung ác. Con cầu nguyện cho những người nào đang bị cái linh này kiểm soát sẽ được giải phóng trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Con cầu nguyện để hủy phá tất cả những công việc của nó và sự truyền thông của nó trên YouTube, trên Facebook, trên các phương tiện truyền thông, sách báo, TV hay bất cứ hình thức nào. Các quyền lực của linh ô uế này phải bị bẻ gãy, bị hủy phá trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Ý Chúa được lên trên mỗi chúng con, thánh hóa con và hội thánh này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.